Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô cũng rất vui khi được gặp lại các em ở tiết tập đọc tuần 26, tiết 2. Lễ hội dân gian là một sinh hoạt văn hóa của dân tộc được lưu giữ từ rất nhiều đời. Mỗi lễ hội thường bắt đầu từ một sự tích có ý nghĩa trong lịch sử dân tộc. Tiết tập đọc hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em về một trong những lễ hội ấy. Đó là hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân. Qua bài tập đọc, hội thổi cơm thi ở Đồng Vân theo Minh Như. Tiếp tập đọc chúng ta gồm có 3 hoạt động. Hoạt động 1, hướng dẫn đọc. Hoạt động 2, hướng dẫn tìm hiểu bài. Hoạt động 3, luyện đọc diễn cảm. Bây giờ cô mời các em lấy sách tiếng Việt trang 83. Em nào không có sách, các em theo dõi trên màn hình và lắng nghe cô đọc nhé. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trảy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông đáy xưa. Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhảy, để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên, tụt xuống, lại leo lên. Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó, những người trong đội mỗi người một việc. Người thì ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông. Người thì nhanh tay giã thóc, dần sàng thành gạo. Người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Mỗi người nấu cơm đều mang một cái cần tre được cắm rất khéo vào dây lưng, uốn cong hình cánh cung từ phía sau ra trước mặt. Đầu cần treo cái nồi nho nhỏ. Người nấu cơm tay giữ cần, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng. Các đội vừa thổi cơm vừa đan xen nhau uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội. Sau độ 1 giờ rưỡi, các nồi cơm được lần lượt trình trước cửa đình. Mỗi nồi cơm được đánh một số để giữ bí mật. Ban giám khảo chấm theo 3 tiêu chuẩn: cơm trắng, dẻo và không có cháy. Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc giật giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng, theo Minh Như. Bài văn được chia làm mấy đoạn? Bài văn được chia thành 4 đoạn. Đoạn 1, từ hội thổi cơm thi cho đến bờ sông đáy xưa. Đoạn 2, hội thi bắt đầu cho đến thổi cơm. Đoạn 3, mỗi người nấu cơm cho đến người xem hội. Đoạn 4, đoạn còn lại. Bài đọc ngày hôm nay cô muốn các em lưu ý một đọc đúng một số từ sau. Trảy quân. Tiếng trảy cơm đầu trờ, khi đọc chúng ta uốn cong lưỡi lên ha. Trảy quân, các em đọc theo. Tiếng vót, vót có âm đầu vờ, các em đọc theo cô. Vót. Tiếp theo là từ bóng nhảy, tiếng nhảy có vần ây dấu thanh ngã, khi đọc chúng ta sẽ nhấn mạnh ở tiếng nhảy cô. Bóng nhảy. Các em đọc theo. Tiếp theo là từ giật giải. Trong từ này, cả hai tiếng đều có âm đầu là gì? Khi đọc, chúng ta đừng lẫn lộn với âm đầu giờ hoặc là vờ. Cô đọc mẫu. Giật giải. Các em đọc theo. Ngoài từ trên, các em thấy rằng có một số câu nó dài. Vì vậy các em ngắt nghỉ sao cho đúng. Ví dụ như câu ở đầu bài. Các em cầm bút chì lên và ngắt nghỉ theo cô đọc nhé. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trảy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông đáy xưa. Các em luyện đọc và ngắt nghỉ đúng như trên bảng. Ngoài đọc đúng, các em lưu ý nghĩa của một số từ có trong bài. Các
Làng Đồng Vân. Làng Đồng Vân, tên một làng thuộc thị xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Từ ngữ thứ hai là từ sông Đáy. Sông Đáy là một nhánh của sông Hồng chảy qua các tỉnh Hà Tây, Hà Nam và Bình Định. Đình là một ngôi nhà to rộng của làng thời xưa, dùng làm nơi thờ thành hoàng và họp việc riêng. Trình. Trình có nghĩa là đưa ra để người trên xem xét và giải quyết. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện đọc và giải nghĩa một số từ khó hiểu có trong bài. Bây giờ chúng ta bắt đầu sang hoạt động 2 nhé. Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài nhé. Em hãy đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu? Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc rẫy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa. Vậy đoạn 1 này nói gì? Ý đoạn 1 nói nguồn gốc của hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân. Tiếp theo, em hãy đọc đoạn 2 và trả lời. Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm. Việc lấy lửa trước khi nấu cơm. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhảy để lấy nén hương cắm trên ngọn đem xuống, châm vào ba que diêm cho cháy thành ngọn lửa và bắt đầu thổi cơm. Các em quan sát hình ảnh trên màn hình. Cách lấy lửa là bắt đầu của hội thi. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, em thấy bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối được bôi mỡ phóng nhảy để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Các em đọc tiếp đoạn 2 và đoạn 3 để trả lời câu hỏi. Tìm những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội thổi cơm thi đều phối hợp nhịp nhàng ăn ý với nhau. Trong khi một người lấy lửa, các thành viên khác mỗi người một việc. Người thì vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông. Người nhanh tay giã thóc dần sàng thành gạo. Người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Vừa nấu cơm, các đội vừa đan xen uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ của người xem. Ý đoạn 2, 3, sự phối hợp ăn ý của các thành viên trong mỗi đội. Cô mời các em theo dõi trên màn hình. Đây là cái cảnh mà vót đũa bông giã thóc dần sàng. Các em thấy đây, một người thì vót những cái thanh tre nứa to thành những chiếc đũa bông, một người thì dần sàng gạo, một người thì là giã thóc. Tất cả đều phối hợp nhịp nhàng với nhau. Tiếp theo câu 4, tại sao nói việc giật giải trong cuộc thi là niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng? Việc giật giải trong cuộc thi là niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng vì khẳng định đội thi tài giỏi, khéo léo. Vì giải thưởng là kết quả của sự nỗ lực, sự khéo léo, sự đoàn kết của đội. Như vậy
về ý đoạn tư nói đến niềm tự hào của dân làng khi được rải. Vừa rồi các em đã nắm được ý chính của từng đoạn. Vậy ý chính của bài này là gì? Cô gợi ý như sau. Bài văn miêu tả cảnh gì? Qua miêu tả cảnh đó, các em thấy được tình cảm gì của tác giả gửi gắm qua bài đọc này? Bài văn miêu tả lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Qua đó, các em thấy được cái tình cảm yêu mến và lòng tự hào đối với nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa của dân tộc. Tiếp theo, cô hướng dẫn luyện đọc diễn cảm. Cô chọn đoạn 2 của bài. Cái đoạn này cô lưu ý, ngoài cái giọng đọc mà dồn dập, náo nức, hồi hộp của một cuộc thi, các em phải chú ý nhấn giọng ở một số từ ngữ mà thể hiện sự khéo léo cũng giống như sự phối hợp nhịp nhàng giữa những cái người tham gia trong cùng một đội để mà quyết tâm giành được chiến thắng. Bây giờ các em lắng nghe cô đọc mẫu nha. Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoành thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhảy để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên, tụt xuống, lại leo lên. Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó, những người trong đội, mỗi người một việc, người thì ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông, người thì nhanh tay giã thóc dần sang thanh gạo, người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Các em chú ý, cùng luyện đọc theo mẫu nhé. Về nhà, các em đọc lại bài Hội thổi cơm thi ở đoạn làng Đồng Vân, ghi nhớ ý chính của bài học và chuẩn bị bài tuần sau, bài Tranh làng Hồ. Cô thân ái chào tất cả các em.